Tiền vô như nước, chúc nhà nông vụ lúa bội thu, nông dân vui ăn Tết tươi cười, lúa được mùa lòng chắc không quên. Lúa tốt do đâu, quàng hạt vàng bông, hãy nhớ tin dùng thuốc của tập đoàn An Nông. Của tập đoàn An Nông đó nha. Bài của Chính cũng hay lắm nè, nghe nè nha. Nông trong ngoài mừng xuân mừng cho non nước tái bình an ca, cấm nơi nơi vườn cây đông ruộng đằng bông, bác nông dân cười vui tươi niềm tin sâu sắc, có ăn nông rồi từ giờ ruộng vườn bội thu. Chính cũng ráng viết cái lời nhạc sao cho nó gian hòa ấm no hạnh phúc đó. Ủa hay quá em. Mấy năm. Em mới tép nè. Sáng giờ mấy đứa tập văn nghệ với lại thằng Bình này đã làm quà. Tập văn nghệ để chiều nay hợp tác xã mình tổng kết phát quà cho bà con xã viên. Ủa mấy năm có tham gia không? Mấy năm tham gia chứ. Cái bài của mấy năm có hay không? Hay. Tao hát tao đố kiếm được cái câu hay nhất trong cái bài nha. Dạ. Ôi đúng. Đố thì phải có thưởng nha má Năm. Hay quá, thưởng nữa bà. Sao? Cái gì vậy? Nè, má Năm thưởng hết cái thúng bánh tét này cho đứa nào trả lời đúng nha. Thuộc cái đòn này nhỏ nhất nha. Chị nhỏ mà sẵn luôn chị rồi. Chị nhỏ thôi. Bây giờ má Năm hát nha. Dạ. Ráng người coi câu nào hay đâu. Trời ơi, dễ ẹt nè. Con thấy câu này hay nhất nè. Vui làm sao lúa xanh ruộng vườn đầy trái. Ruộng vườn đầy trái. Hay luôn. Cái câu hay nhất á là cái câu của tôi khoái nè. Đâu câu nào? Ruộng vườn đầy trái là phải bán cho lái buôn nhiều tiền. Hiểu không? Nói chung là hai câu của hai đứa ghép lại mới đầy đủ. Thôi thôi chia đôi. Rồi chia đôi. Cắt ra ăn con. Dạ. Bà, để má vô má lấy. Nhưng mà còn câu này của Chính đố hai đứa nè. Dạ. Còn khó hơn nữa là bởi vì là muốn cho ruộng vườn đầy trái bán cho nhiều tiền thì mình phải làm sao? Mình làm sao để ruộng vườn đầy trái và bán được nhiều tiền? Đố mấy đứa biết câu này mới là câu khó nè. Con biết nè Chính. Đâu? Chăm sóc lúa là phải chăm sóc từ khi gieo hạt nè, đến lúa chín vàng tiểu hạt nè. Quy trình chăm sóc cây lúa đó là mình phải theo cái quy trình chăm sóc của kỹ sư hướng dẫn, kỹ sư tập đoàn An Nông hướng dẫn. Mình chưa? Lên trên web của công ty là annong.com.vn là có hết trơn à. Dạ. Dạ. Rồi tiếp theo á là bón lót phân hữu cơ Genki của Nhật nè, mà khi làm đất đúng không? Đúng. Rồi khi mà trộn giống trừ sâu bệnh á thì mình phải dùng trị ốc 12 WG để diệt ốc nè. Còn dùng Sofit An Nông để mình diệt cỏ. Để người ta nhớ bài diệt vô duyên quá. Đi cho cái. Còn mình dùng Sofit An Nông để diệt cỏ từ 0 đến 4 ngày sau xạ.
đúng không? Còn cỏ từ bảy, dạ, cỏ sót thì từ 7 ngày đến 15 ngày sau xạ thì mình phải dùng siêu cỏ để trừ cỏ sót đó. Giờ chưa còn nữa. Còn khi mà giúp mạ phát triển thì mình phải dùng ca Covid 666 đúng không? Rải gốc. Trời ơi, dạ. Đúng. Thôi, giờ đến đi thằng Bình đi. Mình biết cái gì? Mình biết rồi. Cái gì nói cho chính nghe coi. Con này biết nhiều lắm nè Chánh nè. Đậu ôn á là con sử dụng cái gì? Anfuan nè. Đậu ôn lá. Đậu ôn lá mình dùng Anfuan. Cộng với lại gì? 30-10-10 để mình giúp cho lúa đẻ nhánh tốt. Đúng rồi. Đúng không? Còn đậu ôn cổ bông nè là con sử dụng Kitini nè. Đó, trái rìa lá đó thì dùng siêu khuẩn. Nhưng mà nếu mà con mà tiện á, vừa trái rìa lá mà vừa đậu ôn cổ bông luôn á thì con sử dụng Bikin. Kết hợp hai trong một. Mới có tập đoàn nào mấy năm thì biết nè. Nếu mà rầy á thì mấy năm dùng siêu chét. Cuốn lá thì mấy năm dùng hot nhất. Sản phẩm mới của công ty đó nha. Đục thân á ba đằng nồng gốc cà táp ba đằng nồng. Còn nhện giá thì mấy năm dùng nhiều tham còn á, lúa đón đồng á là phải dùng cứng cây để cho cây lúa mình không ngã rạ khi mà lúa mình nó quằn sai quằn trái đó nè. Một phun leo lép hạt phải phun lúc chỗ lát đá và lúc chỗ đều thì chúng ta sẽ phun bằng tin Italy Super. Đặc biệt đó nha, bí quyết mà vừa tốt là vừa rẻ chính là dùng Anovin cộng với Xô Việt để cho lúa vàng sáng cắt hạt.